tình đi qua trong em mặc mang tiếc nuối trái tim vỡ tan, hẹn nhau nơi cuối cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời mà đời đâu những trong mơ để lại bơ vơ nỗi đau mình nghe. Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Hôm nay HD Radio sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ dàn hát karaoke gia đình. Đó chính là bộ combo KH46. Và bộ combo KH46 gồm những thiết bị như sau. Đầu tiên là cặp loa Paramax D88 đến từ thương hiệu Việt Nam, được bảo hành 5 năm. Loa Paramax D88 được thiết kế dạng loa đứng, phù hợp cho cả nghe nhạc và hát karaoke. Sở hữu 4 loa 3 đường tiếng và có công suất 120W, công suất max là 240W. Loa có độ nhạy là 90 dB và trở kháng 8 ohm. Loa sẽ phù hợp với diện tích phòng từ 20 đến 25 m2. Loa Paramax D88 hiện đang được rất nhiều khách hàng chọn mua để phối ghép với phòng hát karaoke gia đình của mình. Và thiết bị tiếp theo được HD Radio lựa chọn để phối ghép với loa Paramax D88 đó chính là cục đẩy công suất G-K Audio H2400 đến từ thương hiệu Anh Quốc, là dòng cục đẩy công suất 2 kênh với công suất 400W trên một kênh ở trở kháng 8 ohm và được sử dụng mạch công suất Class D lên cục đẩy công suất Zika Audio H2400, rất dễ phối ghép với các cặp loa bass 20 và bass 25. Kế tiếp đó chính là vang số Zika Audio X3000 Pro đến từ thương hiệu Anh Quốc, là bộ xử lý kỹ thuật số chuyên nghiệp dùng hoàn hảo trong các dàn karaoke nghe nhạc. Vang số Zika Audio X3000 Pro cho phép người dùng căn chỉnh tiếng micro được nhẹ nhàng hơn, tiếng echo được mượt mà hơn, và đặc biệt hơn là vang số Zika Audio X3000 Pro có thể cắt được 100% tình trạng rú rít mic. Và cuối cùng đó chính là bộ micro Zika Audio K800 cũng đến từ thương hiệu Anh Quốc. Zika Audio K800 cho tiếng hát ngọt ngào hơn, trong trẻo hơn với khả năng tự động dò sóng sạch và được trang bị tính năng tự ngắt khi không sử dụng, nên Zika Audio K800 cũng là sự lựa chọn số 1 cho bộ dàn combo KH46. Và để biết được chất âm của bộ combo KH46 như thế nào thì ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình test thử chất âm của bộ combo KH46 này nhé. Nàng như một đóa hồng phai ước sắc theo những ngày dài của tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rụng rơi, nắng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau, nhưng phút đơn nay lần đầu cho phim càng thêm nỗi đau cạnh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mỗi tình sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em áo trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mỗi tình nàng khóc cho mình. Chẳng còn là chút hồn nhiên, ánh mắt của nàng chợt chứa buồn phiền, cuộc tình đi qua trong em mang tiếng nuối trái tim vỡ tan, hẹn nhau nơi cuối cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời mà đời đâu những trong mơ để lại bơ vơ nỗi đau mình nghe. Khi em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau, nhưng phút lần lại lần đầu cho phim càng thêm nỗi đau ta dưới chân nàng là ca tuổi xuân dẫn nhau mọi tình sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em nóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa ta dưới chân nàng là ca tuổi xuân dẫn nhau mọi tình làm khóc cho mình. Anh quên khi ta có nhau những phút đơn giản lần đầu cho tim càng thêm nỗi đau cánh hoa tàn dưới chân là ca tuổi xuân trôi theo ngày tháng sương rơi trên cánh lụa hồng hãy nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em đến thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân là cả tuổi xuân rơi theo mỗi tình nàng khóc cho mình. Tình lỡ chờ em trong xót xa thao thức thì em sớm đêm lạnh đêm đông thành phố mưa đã đi rồi chồng nhìn nhau tình đời ngang trái mặt đắng tình yêu trong biển sâu sắc pháo nhà ai em về bên người sáng ngang một chuyến xe hoa cô đơn ta nhớ nhau hoài buồn ăn năn ai khó lệ sầu trách ai vô tình chuyện đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em dấu tình giàu nào phôi pha đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ quá cơn mê yêu người là như thế đó thu sầu tư vẫn cô đơn giận hờn nào phố đêm nào không em tôi phận chờ người yêu tôi duyên kiếp mình cay đắng. Và vừa rồi các bạn đã được nghe thử chất âm của bộ combo KH46. Bộ combo KH46 hiện đang được bày bán ở tất cả hệ thống showroom của HD Radio với giá đang được khuyến mãi là 30.990.000. Ngoài ra thì khách hàng còn được tặng một bộ dây rác kết nối, một bộ bi sạc cho micro không dây, một gói công tác đặt miễn phí tại nhà trong bán kính 30 km, một gói bảo hành tại nhà 12 tháng. Bên cạnh đó thì HD Radio còn áp dụng phương thức thanh toán chuyển khoản, quẹt thẻ, trả góp online với lãi suất từ 0%. Nếu các bạn quan tâm đến bộ dàn này, hãy truy cập website hdradio.vn hoặc liên hệ đến tổng đài 1800 0042. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp các cửa hàng của HD Radio ở hai miền Nam và Bắc để được tư vấn trực tiếp. Và cuối cùng, các bạn đừng quên ấn like và subscribe cho kênh YouTube của HD Radio. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo của HD Radio. Xin chào! HD Radio nâng tầm giá trị giải trí.